cát quá. Cát ghê thiệt chứ. Người ta muốn kỹ mà lấy bằng chải mà chà từng cái rồi đó. Hả? Nó cũng đậu dơ lắm đâu đúng không? Không. Cái sình không? Dám đâu xịt rồi ra. Nãy rồi rồi. Cát không á. Ừ. Cứ đi thôi, hỏi về cứ cát thôi. Ok, nó chạy ra kìa. Nè thấy không? Nó bự 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 mà. Ủa mà cái chú nãy sao chú nói bán mắc dữ vậy? Nó bán 90 nó nổi. Ông nội nó bán mắc. Bán xám. Có chỗ lấy bên này 50 rồi phải chạy. Không nhưng mà này có bán 60, nếu mà chỗ bán 50 này bán 60 cũng ok. 60 thì rẻ, cũng ok, họ mất công mình đi. Đó, cái này là một bịch đó hả Toàn? Còn trong bịch nữa nè. Kìa trong gỗ nữa nè. Nhiều trong gỗ nữa kìa. Rẻ. Rẻ. 60 hả? 60 có hết đúng không? 60, nguyên đóng thì 60 quá, rẻ hả? Tại nãy biết sao tụi nó làm gì đó đó. Chục là nhiêu đây, tụi nó làm chớp gì đó, sẵn nó lấy đồ nó lấy đem về bán luôn, lấy tiền xăng. Khùng mẹ. Đâu cầm quay coi. Rửa từng con mới được. Đó rửa từng con thì qua mai nó còn sạch cho. Nãy em rửa từng con mà. Mình xịt xong đó bắt đầu mình rửa từng con lại đó. Mới tập cát nhỏ tinh đúng rồi, không phải cát đâu, tính tinh luôn à, phải rửa cho sạch á, là hồi nó nại nó dính cái vài cái cát vô á. Cái này xịt mạnh nè, cái này sạch nè, nó cứ đem về nhà rửa tay nào. Đang rồi, cho chị lấy con về chị ăn thử không? Để sau đi về ăn xem con có hai đồng không? Con đi ăn không? Sao? Cái này hồng hả? Ờ, lấy hồng, lấy hồng. Hồng xinh, hồng xinh, hồng xinh quả. Bên đây 5 con, bên kia 5 con. Để xem có... Nhưng mà cái này về thì cậy ra hả? Hay luộc lên thì cậy? Ờ, ăn vậy luôn á. Không, nướng á. Không thiệt là em chưa... Không, chị có thiệt là chị chưa ăn, chị chưa làm nào luôn á. Về Phong chỉ cho. Chị chưa ăn cái này bao giờ chưa biết. Chồng chị biết chứ sao đâu. Chồng cho của nó 5 con. 4, 5, rồi 10 con. Ừ, thế là nó đốt đèn cày nữa là xong luôn á. Chết luôn á. Đốt đèn cày là tối nay chồng thưởng luôn á. Bà ăn được bao nhiêu nữa không cô, mới tỉnh không má. Nhớ là cho chồng ăn thôi, em khỏi cần ăn. Chồng ăn được rồi. Muốn thì bây giờ là làm lại lần nữa. Ok. Làm qua bên kia lần nữa. Mấy bà về cho chồng ăn 10 con thôi, bà đừng có ăn. Ăn nữa tối hả? Ừ. Chết luôn á. Ông tối này bà về đừng về ăn nha cho nội. Không, chưa ăn. Bà ông ăn sao ổng chịu nổi. Ăn xong sao chịu nổi. Ở đây mẻ nhấp rồi. Pin đầy đúng không? Pin không rồi. Vòng vòng pin đầy. Mấy con bu nó nhiều quá ha, mấy con nhỏ nhỏ. Mời phải quét á. Ủa quá thằng lên lo á, đi ngang thấy ủa quá dơ quá. Lo lá anh xịt cho nó ra ngoài chút. Ờ. Thâu nữa không vậy? Ủa còn đây hả? Đâu vậy? Của ai vậy? Đó. Của ai vậy? Bà lấy em bà lấy đi. Chồng bà chi? Không ăn à. À, biết vậy kìa, kêu Tammy lấy mà Tammy đâu có ăn cái này đâu. Tại nãy tôi nó thẳng nó chở về phải không? Hai anh tụi này nè. Nó chở
nó làm ở dưới đó, xong rồi nó sẵn đường nó lấy đem về nên nó bán, lấy tiền xăng, lấy 5 bịch là có 50 rồi. Oyster. Okay, go do it. This is the oyster, okay? Bảo quay nè Bảo. Đây là đống oyster nè. Bữa nay mình nướng oyster nè. Nè, con quay cho ba đi. Okay. Nó đứng che camera rồi, đứng che. I don't know why like I can't do it. I'm gonna do a fire. 2x? 2.0 luôn. Quay oyster nè. Con quay 2.0 cho mọi người thấy. 2.0 nó gần lắm, không thấy được đâu. À, 1.0 á.